Dạ em xin chào cô chú anh chị đang xem live nhà em nha. Em hôm nay em sẽ lên cho cô chú anh chị những cái video, những cái bình cô chú anh chị ơi, những cái bình ha. Và những cái bình to, bình nhỏ và những cái bộ trà của chú anh chị em sẽ lên mẫu theo số thứ tự. Em sẽ lên theo số thứ tự của chú anh chị xem video ha. Dạ. Thì những cái bộ trà nè cô chú anh chị. Đây. Em lên cho cô chú anh chị một cái bộ trà. Bộ trà này là trà hình ảnh là cái gì ta, dạng Lý Trường Thành cô chú anh chị ơi. Bộ trà này là bộ trà dạng Lý Trường Thành nha. Hình ảnh bên trên bộ trà là nó vẽ có đây cô chú anh chị. Có cây nè, một chuyện nó đóng đây luôn và một chuyện nó cũng có đóng ở bên dưới luôn cô chú anh chị. Một chuyện có đóng ở bên dưới giùm em luôn ha. Cái này là dòng này là dòng gốm hai lớp giùm em. Đường kính miệng ngang qua là 6,5 nè, cao lên giúp em luôn là 7. Cái hộp này á cô chú anh chị nó sẽ có 6 ly và một bình. Bộ này nó sẽ có 6 ly và một bình. Đây. Bình bộ trà này là nó sẽ có là hình ảnh là tay cầm chữ C. Là nó là cái tay quay là quay cầm chữ C này, hình ảnh là bên trên là dạng Lý Trường Thành. Bộ trà này bên trong nó sẽ có một cái lọc inox giùm em nha. Một chuyện bên dưới đầy đủ luôn. Bình trà này thì là dung tích là 250ml. Đường kính ngang qua giúp em là 10 nè. Cao lên là 8 heo chứ anh chị. Rồi em đo từ vò qua quay luôn. Từ vò qua quay giùm em luôn là 16. Rồi các bạn ai chốt cho em bộ này mã 1 đầu like bầu video của chính chị đây. Hôm nay thì nhà em bị mất điện nên là em quay video cho cô chú anh chị. Bộ này em bán cho chính chị 500 bao ship nha, mã 1 đầu video. Mã 1 500 bao ship cho một bộ trà của chính chị ơi, mã 1 giùm em. Đây, rồi em lên tiếp theo bộ số 2. Một bộ số 2 cô chú anh chị, hình ảnh là hoa sen dòng xanh lam. Hình ảnh là dòng xanh lam. Phía sau có chữ thư pháp luôn, ở bên anh bên dưới có mộc nè cô chú anh chị ha. Bên này thì nó cũng kích thước giống như bộ số 1 gì đó cô chú anh chị, nhưng mà họa tiết khác thôi. Nó là thuộc dòng gốm hai lớp. Thuộc dòng gốm hai lớp thì nó sẽ giữ nước trà uống cho mình, nó sẽ thời gian nóng thì nó lâu hơn, nó sẽ ít, nó sẽ lâu nguội cô chú anh chị. Đường kính ngang qua là 7, cao giúp em luôn là 7. Đây, họa tiết là hoa sen như thế này. Họa tiết là hoa sen như thế này, có chữ thư pháp, một chuyện thì đầy đủ ha. Bên dưới cái lỗ này là cái lỗ thoát hơi, khi mà cô chú anh chị mà mình châm trà nước nóng đó, nó sẽ giảm nhiệt độ ra đây. Sẽ giảm dần, giảm từ từ nha cô chú anh chị. Dòng ly này là dòng ly hai lớp của chính chị nha. Cô chính chị nào chốt bộ trà hoa sen lên giùm em bộ trà hoa sen. Đây em chỉnh lại hoa sen cho chính chị nè. Rất là đẹp của chính chị. Bộ trà hoa sen nó rất là đẹp ha. Cho em bộ này mã số 2. Bộ này mã 2 giùm em. Rồi, bộ này mã số 3 nè. Trà này là trà con cá. Bộ trà này nó sẽ có tống luôn của chính chị ơi, nó sẽ là có 6 ly. 6 ly và một bình. Bộ trà này là 650.000. Đây. Bộ trà này rất là đẹp của chú anh chị ha. Lọc là lọc tổ ong, lọc là lọc tổ ong bên trong. Hình ảnh là con cá hoa sen, hàng này là hàng vẽ bên trên, hàng là hàng vẽ bên trên bình luôn của cô chú anh chị. Một chuyện là bên dưới là nó có 6 chữ nè, nó hình ảnh con cá và họa tiết là hoa sen quay ở bên trên đó cô chú anh chị. Quay này nó coi là một cái quay là hình đầu con rồng giùm em ha. Bên này nó dung tích là tầm 250ml. Đó, đây là cái bình trà cho cái bộ trà số 3. Và cái này là cái tống nè, cái này là cái tống. Cái tống này nhìn rất là đẹp của chính chị ha, cái tống rất là đẹp luôn. Đây, một chuyện là 6 chữ luôn của chính chị. Cái tống. À, nó sẽ có cái lọc lưới cho mình nữa nè, nó sẽ có cái lọc lưới cho mình luôn của chính chị. Lọc lưới là lọc inox. Lọc là lọc inox giùm em, lọc trà của chính chị. Đường kính miệng ngang của ly qua là 6,5, ly cũng là ly đẹp luôn nè. Cô chú anh chị thấy cái chất men là nó rất là đẹp. Và cô chú anh chị có 650.000 cho bộ số 3 này thôi. Một chuyện của ly bên dưới là 6 chữ rõ ràng rồi em. Cái men này là men là màu men trắng xanh đó cô chú anh chị, không phải là men trắng không đâu, men trắng xanh giống như là xanh trắng trắng ngọc vậy đó. Đường kính là 6,5, cao giúp em luôn là 4 cô chú anh chị ha. Đường kính là 6,5, cao là 4. Bộ này đẹp có 6 ly và một cái tống, một cái lọc inox và một cái bình trà. Hàng này là hàng hộp, mình quà biếu và tặng phẩm rất là ok. Men là men vẽ bên trong ly luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em lên cho cô chú anh chị một cái bộ chén mã số 4.
một bộ chén mã số 4 dùm em. Chén này là chén xanh lam, tích là tích cảnh cô chú anh chị, tích là tích cảnh nha, có ngôi nhà, có cây tùng. Bộ này xanh lam nên là giá là 800, hàng này là hàng xứ Sương. Hàng xứ Sương nổi tiếng rồi, hồi lúc tới giờ luôn là được là gốm đẹp đó cô chú anh chị. Xứ Sương thì gốm đẹp, gốm hơi mà gốm mỏng ha. Rồi ở bên trong là có hình ảnh ngôi nhà. Bên trong có hình ảnh ngôi nhà một chuyện là một chuyện 4 chữ nha cô chú anh chị. Rồi đường kính ngang qua là 12.5. Cao lên giùm em là 6. Một chuyện này là 4 chữ cô chú anh chị nha. Ai chốt cho em mã 4. Mã số 4 lên giùm em luôn là 800.000 cho bộ chén cô chú anh chị ơi. Còn cái bộ chén này nó rẻ hơn nè. Đây. Cái bộ chén rồng này rẻ hơn cô chú anh chị nha. Chén này là chén rồng xanh. Ở chén rồng vàng. Chén là nền vàng nhưng mà hình ảnh là rồng xanh. Bộ này em bán cho cô chú anh chị chỉ có 600.000 thôi. Hàng là hàng xứ Sương luôn, một chuyện thì một chuyện vuông như thế này. Họa tiết thì rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đó. Họa tiết là nó đẹp như thế này ha. Hình ảnh là song long. Hai con rồng. Một chuyện. Hàng này cũng là hàng xứ Sương luôn. Hàng là hàng đẹp, không có lỗi làm gì hết giùm em. Hình ảnh bên trong có con rồng nè cô chú anh chị. Rồi đường kính ngang qua giùm em là 12. Đường kính ngang qua là 12, cao lên là 6. Rồi bộ này cho em mã số 5. Mã 5 giùm em nha. Dạ mã 5. Mã 5 em bán cho cô chú anh chị là 600.000 cô chú anh chị ơi. Còn ở đây em bán cho cô chú anh chị những chiếc bình. Bình này thì trước video của chú anh chị. Trước video này em có đang có hai cái bình bình hàng phát sáng, một là bình một bình đó của chính chị là cao 37 và một bình là bình lớn, tất cả là bình củ tỏi nha, tất cả là bình củ tỏi. Rồi mẫu này lên giùm em là mã số 6 đi, mẫu số 6 K38, mẫu số 6 K38 đường kính miệng ngang là 14, mẫu số 6 K38 đường kính miệng ngang là 14, bụng bình qua 23. Hàng là hàng hàng phát sáng nè. Khi cô chú mình anh chị mình để nó gần có ánh sáng đó, thì nó sẽ những con hàng này nè, nó sẽ tích tụ ánh sáng nha. Và nó sẽ phát sáng vào ban đêm, sẽ phát sáng những con hàng này sẽ phát sáng vào ban đêm giùm em. Cái mẫu này là cô chú anh chị ơi, em bán 750.000 bao ship. Đây, 750.000 bao ship giùm em. Một chuyện vuông bên dưới ha cô chú anh chị, 750.000 bao ship cho bình cao 38. Còn bình bên trong là cao giùm em luôn là bình bên trong cao giùm em luôn là 55. Để em đo kích thước ấy. À 55 đúng rồi chính chị, bình bên trong cao là 55 giùm em ha. Miệng giùm em là 20. Cao là 55, miệng là 20. Cái bình phát sáng thì ai chốt em bán cho chính chị giá là 2.2 triệu nha, bình hạt phát sáng loại lớn. Loại này to. Dòng bụng chắc tầm trăm mấy. Bề ngang là 20, bụng ngang là 27. Dạ bụng ngang là 27. Cô chú anh chị nào chốt lên giùm em mã số 7 nha. Mã số 7 bình hạt phát sáng loại lớn của chú anh chị ơi. Còn đây là hai cái bình phát sáng nè, nó là cặp màu xanh. Dòng này em bán một cái là 650.000, cặp là 1.3 triệu. Đây, màu xanh đẹp luôn. Cao lên giùm em luôn là 38. Bên này là cao là 38 nha cô chú anh chị. Miệng ngang là 11. Bụng bình qua giùm em luôn là 18 cô chú anh chị ơi. Cặp này em bán cho cô chú anh chị là 650.000 một cái, một cặp là 1.3 triệu em bao ship cô chú anh chị, bán mua lẻ bán lẻ mua cặp em bán cho cô chú anh chị cầm ha. Một chuyện bên dưới là 6 chữ như thế này. Đây một chuyện là 6 chữ hình ảnh đẹp. Mở ra. Rồi chú anh chị nào chốt bình hạt phát sáng màu xanh lên giùm em, bình hạt phát sáng cô chú anh chị ơi. Ở đây em có một cái cặp bịch, một cái bình hạt nè. À bình hạt phát sáng lên cho em mã 8 nha, tới bình xanh lam. Rồi một cái bình xanh lam. Bình xanh lam này cao 45. Đây. Hình ảnh xanh lam có núi non, miệng là vẽ gấm của chú anh chị, miệng là viền gấm ha. Phía sau nó có chữ thư pháp. Một chuyện vuông, một chuyện tròn bên dưới giùm em ha. Nó có vẽ gấm.
Bình này là em bán cho chú anh chị giá là 750. 750 cho em mã chín của chú anh chị ơi. 750 cho em mã chín, 750 em bao ship mã chín ha. Rồi em lên đưa cô chú anh chị một cái bình mã 10. Một cái bình mã 10 của chú anh chị, bên này là bình hạt. Bên này là bình hạt nè. Cái này là Phú Quý cái gì ta, Trường Thọ. Phú Quý Trường Thọ chú anh chị. Nó có hạt, có đào. Đây rồi, cao lên cho em 45 luôn, mã 10 cao 45 750. Miệng ngang là 13. Bụng bình ngang là 20 chú anh chị. Phía sau nó có chữ thư pháp nè. Cô chú anh chị nào chốt mã 10 lên giùm em mã 10. Rồi đây em có cái này mã 11 nè. Mã 11 một cái bình sơn thủy. Bình này em bán cho 500. Mã 11 500 bao ship, cao lên giùm em 44. Miệng ngang là 12. Đây. Cái này một cái 500, em có một cặp 1 triệu của chú anh chị. Phía sau có chữ thư pháp ha, một chuyện bên dưới giùm em. Mã 11 của chú anh chị ơi. Rồi em lên tiếp cho cô chú anh chị một cái bình cong, bình này bình to nha cô chú anh chị. Bình cong to. Bình này mã 12. Bình này rất là to, bên trên nó bị dính keo thôi, không bị lỗi cô chú anh chị. Hàng này em bao ship. Bình này là em có một cặp. Cô chú anh chị mua một cặp, em bán một cặp. Bên này là bình lục bình. Đây em dơ sai cô chú anh chị thấy cái việc cái họa tiết hoa nó rất là đẹp nha. Bên này bình cao. Miệng là 20, cao là 67. Cao là 67, bụng bình ngang qua giùm em là 35. Hình ảnh họa tiết rất là đẹp cô chú anh chị. Một bên là hoa nè. Đây. Cái này em bán cho cô chú anh chị là một cái là 2 triệu cô chú anh chị ơi. Một cái là 2 triệu ha. Phía sau nó có bài thơ. Đó. Bên này em vẫn ship nha cô chú anh chị, em vẫn bao ship nha. Hình ảnh là họa khai Phú Quý và bình có công, có hình ảnh trái đào. Rồi chú anh chị nào chốt nữa gọi giùm em số line 0703 948 359 cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em nha.